Sau việc rách đồ trước hàng nghìn khán giả, Thủy Tiên sung quá bực chị ở phòng 3. Ở trong em có mặc cái quần nha. Nhảy rách váy luôn nè. Trấn Thành đỏ mặt vì trách ngài chỗ khó nói. Thủy Tiên tham gia một sự kiện âm nhạc vào tối ngày 1 tháng 5 năm 2022, Thủy Tiên đã khoác lên mình một bộ váy lụa màu hồng cắt xẻ táo bạo, thiết kế ấm sát với bà xã Công Vinh, khoe trọn đường cong nuột nà đáng mơ ước. Trong thiết kế này, nữ ca sĩ đã kết hợp cùng vũ đoàn thể hiện những bản hit sôi động. Tuy nhiên, không may cho Thủy Tiên khi nữ ca sĩ đã gặp phải sự cố với chiếc váy. Theo chia sẻ của chính nữ ca sĩ, vì trình diễn quá sung nên cô đã làm rách cả bộ váy dài. Thế nhưng nhằm đáp lại tình cảm của người hâm mộ đã đội mưa đến cổ vũ, nên giọng ca ngại tình vẫn cố gắng bỏ qua sự cố để trình diễn hết mình. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên Thủy Tiên gặp sự cố rách trang phục khi biểu diễn. Nữ ca sĩ từng bị bục chỉ ở phòng 3 khi đang đứng trên sân khấu chỉ vì chiếc quần quá chật. Tuy nhiên, cô vẫn còn may khi vết bục chỉ không quá lớn nên không xảy ra tình huống hớ hên. Trấn Thành. Trong đêm live show thứ 8 của Thử Thách Cùng Bước Nhảy, diễn ra đêm 1 tháng 12 năm 2013, MC Trấn Thành đã sẩy chân té ngã từ bục giám khảo xuống sân khấu. Dù không gặp phải chấn thương nào, nhưng sự cố này khiến Trấn Thành phải đỏ mặt vì chiếc quần ôm sát cơ thể đã bị rách ở phần nhạy cảm. Vì là chương trình trực tiếp nên anh đành ngậm ngùi diện nguyên chiếc quần rách này bước lên sân khấu dẫn tiếp, sau đó mới vào hậu trường thay quần khác. Tóc Tiên. Có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ đến pha rách đồ của Tóc Tiên. Vì nhảy múa hết mình và nhiệt tình bắt tay người hâm mộ, nữ ca sĩ đã làm rách phần nách áo, lần lượt từ Đường Công, Thế Giới Không Có Anh, I'm In Love, Sao Anh Vẫn Chờ, Ngày Mai Được Biểu Diễn, và kết thúc bằng ca khúc Người Đàn Bà Hóa Đá của cố nhạc sĩ Trần Lập, người anh mà Tóc Tiên vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt. Trong suốt phần trình diễn của mình, nhiều lần Tóc Tiên chạy hẳn xuống phía dưới khán giả để selfie và bắt tay với từng người. Vì quá sung khi với tay ra để bắt tay với khán giả mà nữ ca sĩ đã bị rách áo, nhưng thay vì quay vào để thay áo, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục trình diễn sung cho đến những ca khúc cuối cùng trong phần biểu diễn. Isaac. Tháng 8 năm 2016, Isaac cũng do biểu diễn quá sung trong tiết mục yêu cầu phải thực hiện nhiều động tác vũ đạo mạnh nên anh gặp phải sự cố rách quần ngay trên sân khấu. Trước hàng ngàn khán giả, nam ca sĩ tỏ ra ngượng ngùng nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành phần biểu diễn cùng vũ đoàn. Ngay sau đó, giọng ca 8X nhanh chóng lấy chiếc áo vest của mình buộc ngang hông và tiếp tục biểu diễn hết mình với khán giả. Khi kết thúc đêm nhạc, Isaac đã viết trên trang cá nhân gửi lời xin lỗi tới khán giả Đà Nẵng vì sự cố đáng tiếc này. Trọng Hiếu. Nam ca sĩ Trọng Hiếu cũng từng gặp sự cố tương tự với trang phục khi đang biểu diễn trong đêm nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vì trình diễn những động tác vũ đạo mạnh mẽ một cách nhiệt tình, giọng ca Em Là Bà Nội Của Anh đã bị rách ngay vùng cấm địa trên sân khấu. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng lấy áo khoác buộc lại để che đi phần bị rách và tiếp tục biểu diễn. Đan Trường. Là ca sĩ khách mời trong live show Và Em Đã Yêu của Hồ Ngọc Hà, Đan Trường đã gặp phải hai tai nạn để đời. Lúc đầu anh bị ngã lọt thỏm xuống hố ngay giữa sân khấu. Sau khi đứng dậy và tiếp tục phần trình diễn, anh không biết chiếc quần của mình đã rách một đoạn khá dài, thấy rõ cả nội y. Mặc dù đều luôn cố gắng xuất hiện trước khán giả với một diện mạo đẹp đẽ chỉnh chu, thế nhưng các sao Việt cũng không tránh khỏi việc bị bục chỉ, rách trang phục khi đang trình diễn. May mắn là các xử lý nhanh chóng theo phản xạ tự nhiên của họ đã giúp tình trạng không trở nên tồi tệ thêm. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.